Tổng thống Putin ra tín hiệu chấp nhận các điều kiện Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO. Nga cảnh báo sẽ có phản ứng đáp trả nếu NATO triển khai khí tài, thiết bị quân sự trên lãnh thổ Phần Lan, Thụy Điển sau khi hai nước này gia nhập liên minh. Tổng thống Vladimir Putin gửi đi tín hiệu về việc Nga chấp nhận để Phần Lan, Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng ông cũng cảnh báo rằng Điện Kremlin sẽ đáp trả nếu liên minh này triển khai căn cứ quân sự hoặc khí tài, thiết bị ở hai nước Bắc Âu. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể CSTO ngày 16 tháng 5, nhà lãnh đạo Nga cho biết đề xuất mở rộng thành viên mới nhất của NATO không đe dọa trực tiếp đến Nga, khẳng định Moscow không gặp vấn đề khúc mắc với Phần Lan hay Thụy Điển. Nhưng ông Putin tuyên bố bất kỳ hoạt động mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của hai nước này chắc chắn sẽ kích hoạt phản ứng từ Nga, và phản ứng ở mức độ nào sẽ phụ thuộc vào mối đe dọa họ tạo ra với Nga. Bình luận trên dường như cho thấy Nga có thể sống chung với viễn cảnh Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên chính thức của NATO với điều kiện liên minh quân sự này không có điều những khí tài binh sĩ tới hai nước trên, cách mà NATO vẫn làm đối với một số thành viên thuộc vùng Baltic và Đông Âu trước khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Tatiana Stanovaya, nhà sáng lập hãng tư vấn chính trị R-Politik chuyên về tình hình Nga, nhận định phát biểu của ông Putin cho thấy Nga coi NATO là mối đe dọa với Nga, chủ yếu là không gian ảnh hưởng truyền thống từ thời đế chế, chứ không phải là thách thức về quân sự chiến lược. Nói cách khác, NATO có thể tồn tại ở phía Tây, nhưng không được phép lấn vào khu vực được coi là sân sau của Nga, điển hình nhất là Ukraine, Georgia và Moldova. Thụy Điển nhiều lần lặp lại quan điểm không muốn NATO thiết lập căn cứ quân sự, không đồng ý để NATO triển khai khí tài hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Phần Lan tỏ ra kín tiếng hơn khi nói rằng không muốn đặt ra điều kiện khi còn chưa gia nhập liên minh. Ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã chính thức thông báo ý định của nước này về việc trở thành thành viên của NATO. Dự kiến Thụy Điển và Phần Lan sẽ đệ đơn gia nhập vào cuối tuần này. Dự kiến thời gian để NATO xem xét phê duyệt đơn sẽ kéo dài khoảng từ 4 đến 12 tháng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng có ý làm rõ khác biệt đối với Nga giữa phần lại việc Phần Lan, Thụy Điển xin gia nhập NATO với trường hợp của Ukraine. Phát biểu trước báo giới ngày 16 tháng 5, ông Peskov nói rằng Nga không có tranh chấp lãnh thổ với Phần Lan hay Thụy Điển. Nhưng một khi NATO chấp thuận kết nạp thành viên đối với Ukraine, Nga sẽ có tranh chấp lãnh thổ với một số quốc gia thành viên trong liên minh và đó sẽ là nguy cơ lớn đối với toàn bộ lục địa châu Âu. Tranh chấp được ông Peskov đề cập là Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga hồi năm 2014 nhưng không được Ukraine và phương Tây công nhận. Bảo đảm Ukraine giữ quy chế quốc gia trung lập và không bao giờ gia nhập NATO được viện dẫn là một trong những lý do chủ chốt để Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng. Tuy nhiên, theo ông Peskov, Nga vẫn sẽ giám sát kỹ lưỡng bước mở rộng tiềm tàng mới nhất của NATO nhằm đánh giá hệ quả đối với an ninh quốc gia. Chúng tôi không tin rằng việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan, hai nước có chung đường biên giới trên bộ dài 1.340 km với Nga, sẽ giúp củng cố tăng cường cấu trúc an ninh tại lục địa, phát ngôn viên Điện Kremlin nêu quan điểm. Tổng thống Phần Lan mới đây đã mô tả ông Putin bình tĩnh khi nước này thông báo cho Tổng thống Nga rằng họ sẽ nộp đơn xin gia nhập NATO. Trả lời phỏng vấn ngày 15 tháng 5, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho rằng việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cho thấy Moscow sẵn sàng làm điều tương tự với các nước láng giềng khác. Ông không tin Nga có thể tấn công Phần Lan ngay bây giờ hoặc trong tương lai, nhưng bối cảnh chính trị chia rẽ ở châu Âu và thế giới khiến những quốc gia không liên kết không còn nhiều chỗ. Theo đó, khi thông báo cho Nga về quyết định xin gia nhập NATO, ông Niinisto cho biết rất ngạc nhiên trước phản ứng bình tĩnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Phần Lan cho biết, thực sự điều ngạc nhiên là ông ấy đón nhận thông tin một cách bình tĩnh đến vậy. Nhưng trong chính sách an ninh, đặc biệt là khi nói chuyện với Nga, bạn phải nhớ rằng không phải lúc nào bạn cũng hiểu hết những gì ông ấy nói. Nhưng cho đến nay, có vẻ như không có vấn đề nào xảy ra lập tức. Bên cạnh đó, ông Niinisto cũng bày tỏ ngạc nhiên trước những bình luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không lo lắng việc nước này ngăn cản Phần Lan gia nhập NATO. Ông cho hay, việc mình tin rằng sẽ còn rất nhiều cuộc thảo luận và ông không lo lắng về điều đó. Theo đó, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển đã quyết định xem xét khả năng gia nhập NATO, từ bỏ chính sách không liên minh quân sự trong nhiều thập kỷ. Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan ngày 15 tháng 5 xác nhận nước này sẽ gia nhập NATO, gọi đây là quyết định mang tính lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới. Bước tiếp theo, Quốc hội Phần Lan sẽ nhóm họp ngày 16 tháng 5 để thảo luận về quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO. Giới chuyên gia dự đoán rằng phần lớn trong số 200 nghị sĩ Quốc hội Phần Lan sẽ ủng hộ quyết định xin gia nhập NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13 tháng 5 tuyên bố nước này không có quan điểm tích cực về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, với cáo buộc hai quốc gia Bắc Âu chứa chấp các nhóm mà Ankara coi là khủng bố. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau đó nói rằng nước này không đóng cánh cửa vào NATO đối với hai nước Bắc Âu.
Phần Lan có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga. Họ trở thành nước trung lập thông qua Hiệp ước Hữu nghị với Liên Xô năm 1948, với kỳ vọng ngăn tái diễn cuộc chiến Phần Lan-Liên Xô năm 1939, từng khiến hơn 80.000 binh sĩ nước này thiệt mạng. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga mới đây cảnh báo rằng Thụy Điển và Phần Lan sẽ chịu hậu quả lâu dài từ sai lầm lớn sau khi hai nước thông báo sẽ xin gia nhập NATO. Khi đề cập đến mong muốn gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 16 tháng 5 cho biết tình hình đã thay đổi đáng kể sau những gì đang xảy ra. Rõ ràng an ninh của Thụy Điển và Phần Lan sẽ không được củng cố sau quyết định này. Họ không nên ảo tưởng rằng Nga sẽ dễ dàng làm ngơ trước điều đó. Quan chức Nga cảnh báo Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO sẽ làm gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực và gây suy giảm khả năng phán đoán tình hình của các bên. Ông nói thêm rằng đây là sai lầm lớn với những hậu quả lâu dài. Theo đó, phát biểu được ông Ryabkov đưa ra sau khi Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan ngày 15 tháng 5 xác nhận nước này sẽ gia nhập NATO và gọi đây là quyết định mang tính lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới. Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển cùng ngày tuyên bố ủng hộ nước này gia nhập NATO, đảo ngược quan điểm phản đối tham gia liên minh quân sự đã được đảng này duy trì nhiều thập kỷ. Phần Lan và Thụy Điển đã quyết định xem xét khả năng gia nhập NATO sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hai quốc gia Bắc Âu dự kiến cùng nộp đơn gia nhập NATO trong tuần này. Trước khi quyết định xin gia nhập NATO, Phần Lan đã duy trì chính sách trung lập trong 75 năm qua, trong khi Thụy Điển thực hiện chính sách này suốt hai thế kỷ. Trước đó, Nga ngày 11 tháng 4 cảnh báo nếu Phần Lan và Thụy Điển từ bỏ chính sách không liên minh quân sự trong nhiều thập kỷ và gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải khôi phục cán cân quân sự bằng cách tăng cường phòng thủ tại khu vực Baltic, trong đó có triển khai vũ khí hạt nhân tới đây. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 14 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo thay đổi trong chính sách đối thoại ở Helsinki có thể tác động tiêu cực lên quan hệ Nga-Phần Lan, vốn được phát triển nhiều năm qua, dựa trên tinh thần láng giềng tốt và hợp tác. Ukraine bất ngờ thay tư lệnh phòng vệ lãnh thổ. Gần 3 tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ thay người đứng đầu lực lượng phòng vệ lãnh thổ song không nêu rõ lý do. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là ngày 16 tháng 5 thông báo, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm tướng Ihom Tashura đảm nhiệm vai trò tư lệnh lực lượng phòng vệ lãnh thổ thay cho ông Yuri Hanushkin, người mới chỉ đương chức từ đầu năm nay. Ông Tashura được mô tả là một sĩ quan giàu kinh nghiệm, từng là tham mưu trưởng lực lượng bộ binh Ukraine. Tổng thống Zelensky không nêu rõ lý do cho quyết định trên. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ lãnh thổ của nước này đã phát triển nhanh chóng kể từ khi thành lập không lâu trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2. Lực lượng này được đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong bối cảnh xung đột. Thông tin được đưa ra giữa lúc chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng. Quân đội Ukraine gần đây lại bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn, giành lại quyền kiểm soát một số khu vực ở miền đông. Cuối tuần trước, Kiev tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng Kharkov ở miền đông, tiến sát tới biên giới của Nga. Quân đội Ukraine cũng đang tìm cách ngăn chặn đà tiến công của Nga vào Lugansk. Gần 3 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine, xung đột đang bước vào giai đoạn quyết định. Moscow khẳng định là sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra, trong đó có việc yêu cầu Kiev cam kết trung lập, không gia nhập liên minh quân sự, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ, công nhận độc lập của vùng ly khai Donbass và công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định không nhượng bộ về lãnh thổ và tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự của phương Tây nhằm đẩy lùi lực lượng của Nga.